Vâng, mùng mai chín chè bông xin chào cả nhà nha. Hôm nay em về một cái lô mai con quấn rễ cực kỳ đẹp cả nhà. Nó toàn diện luôn, nó vừa có nhiều nhánh rồi, nó vừa có rễ đẹp mà vừa lá đẹp nữa cả nhà, và cây lùn liền nữa. Cái này thích hợp cho chúng ta trồng tán thông ha, rồi lấy phôi rồi rễ đẹp cả nhà. Đây em sẽ quay chi tiết một số cây cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây cây nó không có cao cả nhà, tuy nhiên là nhánh nó nhiều lắm. Đây cây tầm khoảng 4 đến 5 tấc thôi nha cả nhà, nhưng mà nó có nhánh nè, cái thân của nó thấp và đặc biệt rễ cái lô này cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ quay một số cái rễ cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây nó có hình lò xo nè, rồi nó có hình quái đây cả nhà, đó rất là đẹp, đa dạng đa hình luôn nha. Rồi có những cái rễ ngang như thế này thì sau này nó có thể lên những cái hình con thú nằm á cả nhà. Và đây là nó có, đó đây là cái loại bí mà bí không có tròn nha, bí này bị méo. Rồi đây là những cái rễ quái nha, đây là có những cái trái bí nè, mà bí này bí méo cả nhà ơi, cho nên đừng kêu em lựa, em không có lựa được đâu. Đây cả nhà, đây là cả nhà nó rễ nha, rễ nó như thế này đây, đó rễ đó là 2-3 khía 3-4 khía rồi to đủ rồi hết trơn ha. Đây đây cả nhà, những cái rễ ngang này thường thì nó sẽ ra những cái hồn, ra những cái hình thú với cả nhà, nhưng mà cái lô này em thấy nó rất là đẹp, bởi vì cả nhà nhìn thấy cây nó lùn lì mà nhánh nó nhiều lắm cả nhà. Cái này ai mà trồng tán thông mà về uống thân thì cũng rất là ok luôn ha, và rễ của nó thì rất là đẹp, rễ này rễ đẹp không luôn nha cả nhà. Những cái rễ nằm ngang như thế này thì sau này nó sẽ lên thú ha, lên rất là nhiều đa dạng đa rễ luôn á. Nó như thế này đây, cây nào cũng có rễ hết cả nhà. Rồi ha, thì cái lô này em bán với giá là 9.000 một cây cả nhà. 3 cây thì em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đó, nhánh nè. Ồ, nhánh cực kỳ luôn cả nhà. Đó, cây lùng liền mà nhiều nhánh như thế này ha. Người ta thích hợp, thích trồng những cái loại cây có nhiều nhánh như thế này. Còn cái gốc của nó thì bằng đầu đũa ăn đi lên nha cả nhà. Đầu đũa ăn hoặc là bằng cái ống hút của mình đi lên ha. Và cái này em xếp là từ 30 cây nha. Em không có bao xíu, còn nếu mà ai lấy từ 100 cây trở lên đó, thì em sẽ bao phí vận chuyển nha cả nhà. Ở đây là những cái rễ quái nè, rễ nè, đây nè cả nhà, rồi đây đó, rất là nhiều loại kiểu ha, thì đa dạng lắm cả nhà, phong phú về rễ nha. Ai thích thì xin hãy liên hệ bên vườn mai của chú Trà Bông đó. Cả nhà nhìn cái thót thân nó rất là thấp, thì trồng sau này lấy những cái tán thông tàn thông nó rất là dễ ha. Rồi và em sẽ tiến về ở đây thêm một đám nữa cả nhà. Đây, lô này cũng rễ cực kỳ đẹp. Đó, lô này rễ cực kỳ đẹp nha. Lô này là cái dạng bí 3-4 mát 4-5 mát nha, rồi những cái rễ quái nè. Đó, đây nè. Đó, mà lô này rễ nổi không mà cây nó mập hơn cây nãy nha cả nhà. Cái này rễ đây đó, đó, những cái bệ luôn nè, nó rễ thì cái lô này rễ đẹp hơn cái lô nãy luôn cả nhà. Đó, những cái rễ quái như thế này nha. Rồi thì cái lô này em bán với giá là 10.000 nha cả nhà. Cái lô ở trọng 9.000, lô này 10.000, rễ đẹp hơn xíu và cây cao hơn nha, ở trọng 4-5 tấc, còn cái này 5-6 tấc nha cả nhà. Rễ cực kỳ đẹp cả nhà, nhìn thấy không, nhìn thấy mê luôn á. Đây rễ như thế này nha, nó đều đều ngẫu nhiên lộn xộn như thế này nha cả nhà. Cái này là em môi ngẫu nhiên nha, có những cái rễ quái như thế này nè. Rồi cái này thì em bán với giá là 10.000 một cây nha cả nhà. Ai lấy 3 cây thì em cũng sẽ, ố lộn, 30 cây thì em cũng sẽ gửi, tuy nhiên là em sẽ không có bao phí vận chuyển nha cả nhà ha. Còn nếu mà lấy từ 100 cây trở lên thì em sẽ bao ship nha, bao ship và tặng kèm 5 cây cho chúng ta luôn. Đây đây là giá 10.000 nha cả nhà, 10.000 một cây ha. Rồi và tiếp tục hàng bên đây, hàng bên đây là giá 8.000 một cây nha cả nhà. 8.000 một cây cũng rễ lộn xộn xà ngầu nha, đó, nó cũng tùm lum rễ hết ha. Mà đa số mấy cái lô này toàn là hàng tuyển bên em không à, cho nên cả nhà yên tâm nha. Cái loại này là 8.000 một cây ha. Rồi 8.000 một cây, còn ở bên đây là giá 10.000 cả nhà. 10.000 cũng rễ lộn xộn, cũng rễ đẹp không. Nói chung các cái lô rễ bên vườn mai nhà em rất là đẹp cả nhà. Là ai thích loại nào thì xin hãy liên hệ và chọn giúp em ha. Thì cái hoa bên
Bên vườn mai nhà em bán thì đa số là cái mai con cũng rất lộn xộn cả nhà. Nó không có nhiều cái loại giống như là, nó không có là như dảo nha cả nhà, không có dảo cây zin. Thì cái loại này nó chỉ là em mua hạt ở ngoài chợ về ương, cho nên là thực sự là em cũng không biết cái nguồn gốc giống mai nó bông như thế nào nữa. Chỉ biết là nó lộn xộn nha cả nhà. Tuy nhiên thì những cái cây như thế này á, thì em toàn là tuyển hàng cây đẹp không à, những cây có nhánh đẹp không và rễ đẹp không cả nhà. Nên là đừng so sánh giá thì rất là tội nghiệp em ha. Thì có những cây 5-6 ngàn cũng có nữa, 5-6 ngàn cũng có, nhưng mà 5-6 ngàn thì cái loại rễ nó quấn rất là thường cả nhà. Thì chiều cao thì chắc cũng khoảng 4-5 tấc á, tuy nhiên là rễ thường mà không có nhiều nhánh như bên em đâu ha. Cho nên là cả nhà xem và nếu mà thích thì ủng hộ bên vườn mai nhà em nha. Thì có một cái, em có một cái loại cao từ 80 cho đến 1 mét nữa cả nhà. Gốc nó rất là mập. Thì loại này là giá 13.000 một cây. Rễ thì nói chung cũng xử lý rễ hết cả nhà. Cây nào cũng xử lý rễ hết ha. Thì cái lô này cây rất là mập, mà lá thì nó cũng không có được đẹp vì lý do nó cao quá, lá cũng không được đẹp lắm. Tự nhiên là cái này về chúng ta trồng chúng ta lãi lá ha. Bởi vì cái loại này, cái lô này gốc bự không à. Đó, gốc mập không à. Thì giá là 13.000 một cây nha. Cái này em cũng xíu từ 30 cây ha. Em cũng không có bao phí vận chuyển nha cả nhà. Nếu mà một lấy 100 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển nha. Em cứ dài dài cho cả nhà mình cùng xem ha. Thì mai con bên em có 3 loại. Một loại 8.000, một loại 9.000, một loại 10.000 và một loại 13.000 cả nhà. 3-4 loại luôn ha. Đó. Những cái mùa rễ đẹp như thế này thì ai thích thì xin hãy liên hệ bên vườn mai nhà em nha. Qua cái số điện thoại là 0397142252 nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm ủng hộ đến vườn mai của chiếc chè bông ạ. Rồi, tiếp tục em lại quay một sơ lược lại cho chúng ta xem để chúng ta có thích cái giống nào thì hãy chọn giống đó nha cả nhà. Rễ thì nói chung cái lô này rễ đẹp nè. Lô trong kia rễ cũng đẹp, tuy nhiên là nhánh nó nhiều hơn cái lô này một xíu á. Nói chung là tùy ý thích của mọi người thôi, cho nên là em rất là nhiều loại để cho chúng ta lựa chọn ha. Thích loại nào thì xin hãy liên hệ bên vườn mai nhà em nha. Qua số điện thoại là em có để hai số bên dưới nha cả nhà. Và cũng đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho vườn mai của chiếc chè bông nha. Thì bên em luôn có cho kiểm tra hàng trước khi nhận và thanh toán tiền, cho nên là cả nhà khi mà nhận cây nếu mà có cái gì vấn đề gì đó thì xin hãy liên hệ trực tiếp bên em. Chứ bên em không bán dạng như là không có phải là bán rồi thì thôi nha cả nhà. Bên em sẽ giải quyết cái vấn đề, ví dụ như lỡ có một cái sơ suất gì đó thì xin hãy liên hệ trực tiếp bên em, bởi vì em luôn cho kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn cả nhà nha.